Hai anh em nha, mình là Duy bên máy móc Việt Nam. Thì sáng nay mình có khách hàng tới để trải nghiệm dòng máy nén khí của Detong, con dòng 2HP không dầu. Thì mình nói với khách hàng là con này nó phù hợp với anh em mà thợ sơn PU hoặc là phòng nha khoa gì đó, là tất cả đều phù hợp. Thứ nhất êm, thứ hai đó là khí nhanh, thời gian lên khí của nó chỉ có 45 giây thôi là đầy bình đó. Độ nén là 8 kg, mà nó đều đặc biệt là nó sử dụng da khô nên nó cực êm luôn. Máy 100% loại đồng. Đây rồi nha anh em. Chim nó gần đây rồi. Ok. Con này phù hợp với anh em mình đi công trình ở gia đình, phòng nha khoa, hay là con máy nén khí của Detong. Con khỏe luôn. Khách hàng là đang kiểm tra tất cả con máy. Ok.